gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi Chuyện Showbiz được phát trên kênh YouTube của Sài Gòn TV Entertainment. Hồng Nhi xin chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian thư giãn vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin hot nhất về các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vắng mặt trong lễ cúng cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường lập bàn thờ mẹ nuôi tại nhà mới. Hiệp gà lại cà khịa bà Nguyễn Phương Hằng khiến dân mạng choáng váng. Giang Sáu Việt và khán giả mừng rỡ khi nghệ sĩ Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz. Nữ diễn viên Kim Mi Soo đột ngột qua đời. Kim Kardashian giăn mặt Miley Cyrus vì thả thính bạn trai cô tới tấp. Quý khán giả thân mến, Hồng Nhi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức về showbiz nước nhà. Mới đây, liên hoan kịch nói toàn quốc dành cho phía Nam đã được khai mạc tại nhà hát Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh với 20 đơn vị tham gia. Đây là kỳ liên hoan hết sức đặc biệt và cũng là đợt sáng đèn rầm rộ của sân khấu phía Nam sau 7-8 tháng trời ngủ đông vì đại dịch. Đợt này sẽ có 26 vở diễn thuộc nhiều thể loại như dân gian, lịch sử, thời sự xã hội góp mặt trong liên hoan. Trong đó có nhiều vở được chú ý như Blue Trắng của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, nói về sự hy sinh quên mình của các y bác sĩ tuyến đầu trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Nhà hát kịch 5B dự thi hai vở Tình Lá Diêu Bông, nói về tình yêu, sự chân thành, bao dung và Công Lý Như Mặt Trời, nêu lên vấn nạn tham ô, trọng tiền tài, danh vọng nhưng xem nhẹ tri thức, qua đó mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho công chúng. Liên hoan kịch nói toàn quốc do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa các địa phương tổ chức, diễn ra 3 năm một lần. Ban tổ chức Miss Fitness Việt Nam 2022 vừa chính thức công bố bộ ba quyền lực đảm nhận vị trí ghế nóng, đó là siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú, Á hậu Thúy Vân và đặc biệt là Hoa hậu Kỳ Duyên. Bộ ba mentor quyền lực của Hoa hậu Thể thao Việt Nam mùa đầu tiên hứa hẹn đem đến những màn tranh tài quyết liệt và đầy kịch tính đến khán giả. Trước đó, Hoa hậu Thể thao Việt Nam từng công bố Mâu Thủy, Minh Tú và Thúy Vân cùng đảm nhận vị trí mentor. Thế nhưng, sau thời gian tạm hoãn vì dịch, Mâu Thủy bất ngờ vắng bóng và Kỳ Duyên trở thành huấn luyện viên chính thức trước ngày cuộc thi tuyển sinh trực tiếp. Thông tin này không khiến cho nhiều người bất ngờ bởi sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên được săn đón ở nhiều sự kiện giải trí. Cô thường xuyên được các nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng ở vị trí First Face hay Vedette tại sàn diễn thời trang uy tín. Ngoài sở hữu ưu thế về nhan sắc, Kỳ Duyên còn được đánh giá cao ở gu thời trang thời thượng cá tính. Trên trang Instagram cá nhân hơn 1,5 triệu người theo dõi, nàng hậu gây thiện cảm với người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ chế độ ăn uống khoa học, thói quen rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập thể dục thể thao mà cô áp dụng để giữ gìn vóc dáng. Theo đại diện ban tổ chức, Miss Fitness Việt Nam muốn tìm kiếm những cô gái năng động, hiện đại, biết chăm sóc, yêu thương bản thân thông qua việc duy trì tập luyện mỗi ngày vì một cơ thể đẹp là một cơ thể khỏe mạnh. Một thông tin đang khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ và nuối tiếc, đó là việc nam producer Onion đã đột nhiên đăng tải bài viết với nội dung thông báo sẽ chính thức rời khỏi công ty của Sơn Tùng MTB sau nhiều năm gắn bó. Bên dưới bài đăng của anh thì một netizen cho biết do Onion ủng hộ Thiều Bảo Trâm nên bị Hải Tú ghét và Hải Tú đã ra lệnh cho ông xã là Sơn Tùng MTB đuổi ra khỏi công ty. Thực hư câu chuyện này ra sao? Chúng ta cùng theo dõi nha! Rất nhiều nghi vấn, trong đó có nghi vấn về sự xích mích và không tìm thấy tiếng nói chung. Onion bác bỏ và cho biết được cùng đồng hành với tập thể MTP Entertainment là một sự trải nghiệm vô giá. Không có một từ ngữ nào có thể diễn giải được trọn vẹn những điều quý giá mà anh đã học được trong thời gian qua. Tuy nhiên, anh muốn được làm mới mình dưới góc cạnh là một nghệ sĩ âm nhạc sau nhiều năm hoạt động âm thầm phía sau cánh gà. Lời tuyên bố của DJ tài năng Onion khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Từ khi gia nhập vào gia đình của Sơn Tùng MTP, Onion đảm nhận producer cho loạt ca khúc đình đám của Sơn Tùng gồm Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Của Hiện Tại. Ngay sau bài đăng của Onion, Sơn Tùng MTP cũng có động thái trên trang cá nhân. Nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đẹp với Onion cùng dòng trạng thái: Hãy luôn bình an và hạnh phúc nhé, cậu bạn của tôi. Có thể thấy, đúng như lời của Onion, cả hai đã khép lại chặng đường đồng hành cùng nhau một cách vô cùng êm đẹp. Như chúng tôi đã đưa tin trong số phát sóng lần trước, đã 100 ngày kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, gia đình, người thân, khán giả vẫn chưa một phút nguôi ngoai thương nhớ.
Sau lễ cúng ở Mỹ thì ngày hôm qua, ngày 5 tháng 1 tại Việt Nam, người thân, các con nuôi và bạn bè của cô cũng làm lễ cúng trang trọng để tưởng nhớ giọng ca Bông Điền Điển. Đáng chú ý là lần này, Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt, khiến cho người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên thì trên một diễn đàn bất ngờ lan truyền những hình ảnh minh oan cho nam ca sĩ. Cụ thể ra sao? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Những người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung có mặt và chuẩn bị mâm cơm chay tươm tất. Trong lễ cúng, họ đội tang, quỳ trước di ảnh mẹ, chắp tay vái và tụng kinh cầu nguyện cho mẹ nuôi. Đức Hiếu, lớn tuổi nhất trong số các con nuôi của nữ ca sĩ luôn túc trực bên bàn thờ mẹ. Bên cạnh đó, những người con theo nghiệp ca sĩ là Thiên Ngân và Tuyết Nhung cùng thu âm bài Mẹ đón xuân nơi đâu để tưởng nhớ 100 ngày cố ca sĩ ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn. Thế nhưng mới đây, nhóm những người hâm mộ Hồ Văn Cường đã đăng tải một bài viết nói rõ thái độ của quán quân Việt Nam Idol Kids với cố ca sĩ Phi Nhung. Theo bài viết này, sau khi dọn ra khỏi nhà mẹ nuôi, Hồ Văn Cường đã lập bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới. Mỗi lần, nam ca sĩ đều chuẩn bị một bát cơm để cúng mẹ nuôi. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hồ Văn Cường tự tay cắm hoa, dâng mâm cơm cúng 49 ngày của mẹ nuôi. Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động bởi tấm lòng, sự hiếu thảo, việc làm ý nghĩa và thiêng liêng của Hồ Văn Cường với cố ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ trẻ vẫn lặng lẽ hướng về người mẹ quá cố mà không quan tâm đến những lời thị phi bủa vây suốt thời gian qua. Những ngày qua, dư luận phẫn nộ trước vụ việc một bé gái 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh qua đời vì bị dì ghẻ bạo hành. Cư dân mạng không chỉ bày tỏ sự bức xúc trước hành động vô nhân tính của người dì ghẻ, mà còn lên án mạnh mẽ trước thái độ che giấu của người cha đẻ. Trên trang Instagram cá nhân, rapper Karik mới đây đã đăng tải bản trap có tên Tâm Hồn Nhỏ dành tặng riêng cho bé VA, khiến cho nhiều người xúc động. Phần lời lột tả cảm xúc xót xa, đau đớn của Karik trước hoàn cảnh bất hạnh của bé VA. Ngay sau khi được đăng tải, Tâm Hồn Nhỏ đã được chia sẻ rộng rãi và khiến cho khán giả không khỏi xúc động, nghẹn ngào. Bên cạnh những câu rap đầy đau lòng, Karik bất ngờ hơn nữa khi hòa ca với tiếng hát của các em thiếu nhi, thể hiện sâu sắc sự thương tiếc của nam rapper đối với bé VA. Trước đó, Karik đã chia sẻ bức ảnh kêu gọi ngừng bạo hành trẻ em. Nam rapper viết, tâm hồn trẻ thơ như một tờ giấy trắng, tất cả sự tổn thương, từ hành động đến lời nói, dù nhỏ nhất, vẫn hằn ghi trong tâm thức đứa trẻ đến mãi sau này. Xin đừng tổn thương các con. Rất nhiều khán giả đã dành lời cảm ơn Karik vì sản phẩm ý nghĩa này. Không phải là một dự án khủng hay đầu tư hoành tráng, nhưng bản rap này từ Karik chắc chắn sẽ là một sáng tác đặc biệt trong lòng công chúng. Giống như Karik, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng về vụ việc thương tâm này. Diễn viên Nam Thư bày tỏ sự thương xót và nhắn nhủ. Lên thiên đàng thật vui vẻ nha, hết đau đớn, đòn roi rồi. Kiếp sau con sẽ thật xinh đẹp, an yên và hạnh phúc con nhé. Trong khi đó, diễn viên Thanh Bình với tư cách là người cha cũng đồng tình. Cả hai phải nhận bản án thật nặng để răn đe. Theo dõi sự việc đau lòng trên, Tóc Tiên bày tỏ ngắn gọn. Xin đặt niềm tin vào pháp luật. Như quý vị cũng đã biết, Trường Giang và Nhã Phương là cặp vợ chồng được khán giả yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi thành công trong nghệ thuật, cặp đôi còn gây ấn tượng với lối sống giản dị, gần gũi, không phô trương. Và mới đây thì người hâm mộ của Trường Giang và Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh của họ khi đi làm từ thiện. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khán giả. Theo những bức ảnh hiếm mà fan chia sẻ, Trường Giang và Nhã Phương chọn pháp phục màu nâu nhẹ nhàng đến trao quà cho các trẻ em trong chùa tại Củ Chi. Đáng chú ý, nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng đã nhiễm một sở thích giống chồng, đó là mang dép tổ ong đặc trưng. Đôi dép này vốn đã là thương hiệu của danh hài xứ Quảng, bởi đi đâu anh cũng mang theo vì tiện lợi mà giá thành rẻ. Trong chuyến thiện nguyện này, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương mang niềm vui đến cho các bé, phát quà tận tay là những chiếc máy tính bảng phục vụ cho việc học online thời điểm dịch bệnh. Nữ diễn viên cây táo nở hoa còn rất thân thiện, có nhiều cử chỉ gần gũi, thân mật vui vẻ với các bé trong chùa. Trước đó, Trường Giang và bà xã cũng đã nhiều lần đi chùa để cùng nhau để tìm cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Từ trước đến nay, Trường Giang và Nhã Phương vẫn có nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng đều rất âm thầm. Vợ chồng nghệ sĩ cũng không kêu gọi quyên góp mà thường tự bỏ tiền túi hoặc đóng góp bằng những việc làm thiết thực như cung cấp hàng trăm suất ăn không đồng phục vụ bác sĩ tuyến đầu chống dịch trong mùa giãn cách vừa qua. Sau khi mang chuông đi đánh sứ người tại cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất hành tinh Miss Universe 2021, Kim Duyên đã ở lại thêm ít ngày tại Israel và Dubai để tham gia một số dự án trước khi về Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, nàng Á hậu đã nhận kết quả dương tính nCoV sau khi xét nghiệm nhanh tại nhà.
Thông tin này đang khiến cho fan hâm mộ của cô đứng ngồi không yên bởi quá lo lắng cho người đẹp. Để trấn an khán giả, người hâm mộ, nàng Á hậu cập nhật sức khỏe hiện tại, lúc đi hết mình, lúc về hai vạch. Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khỏe đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé. Duyên đang tự điều trị tại nhà sau khi có kết quả mắc Covid-19. Cô phải hủy các kế hoạch công việc đã nhận từ trước. Theo người thân của Kim Duyên chia sẻ, cô bị sốt, đau họng và nhức mỏi từ lúc về đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi test nhanh tại Dubai và quá cảnh ở Hà Nội, Kim Duyên đều nhận kết quả âm tính, nên nghĩ bản thân bị nhiễm lạnh ở Hà Nội và phải di chuyển hơn 20 tiếng đồng hồ. Các triệu chứng sau đó dần rõ rệt hơn, Kim Duyên nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh tại nhà. Trước đó, Kim Duyên nhắn nhủ người hâm mộ không ra đón khi cô trở về thành phố Hồ Chí Minh. Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường và lịch trình bay của Duyên cũng có nhiều thay đổi. Nên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người, Duyên quyết định sẽ về nhà càng sớm càng tốt, tránh tụ tập đông người và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Đêm muộn hôm qua, hiệp gà khiến cho dân tình mất ngủ khi công khai hình ảnh hớ hên của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam. Cụ thể thì trên trang cá nhân chính chủ, anh trực tiếp đăng tải hình ảnh nữ đại gia gặp sự cố trang phục trên sóng livestream, kèm theo dòng caption tỏ rõ thái độ mỉa mai và công kích. Chị quá đẳng cấp, em hâm mộ chị, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, hình ảnh trên được chụp lại trong một buổi giao lưu trò chuyện với khán giả của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại thời điểm đó, khi đang kể chuyện hăng say, nữ CEO vô tình để lộ vòng một nóng bỏng mắt do diện chiếc váy khoét ngực quá sâu, khiến cho cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt. Ngay khi vừa đăng tải, bài đăng của Hiệp Gà đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không ít khán giả đã nhanh chóng để lại bình luận mỉa mai nữ CEO. Chị gái nhiều tiền mà để bộ ... hơi thâm và ... đúng không anh? Bạn Hiệp hâm mộ chị hàng quá. Đáp lại những ý kiến trên, nam diễn viên chỉ phản hồi một từ Từ hành động trên, khán giả có thể thấy rõ thái độ bẩn cờ của Hiệp Gà đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Hiệp Gà công kích nữ đại gia trên mạng xã hội. Cách ít ngày, nam diễn viên cũng khiến dân tình bức xúc khi đăng ảnh chân dung bà Nguyễn Phương Hằng trên trang cá nhân và chửi thẳng mặt với từ ngữ thô tục, còn ... Không chỉ vậy, thời điểm tháng 6 năm 2021, Hiệp Gà cũng từng chia sẻ đoạn clip khóc lóc của bà Nguyễn Phương Hằng kèm dòng trạng thái đầy châm biếm, nước mắt ... hố hố hố. Những hành động trên của Hiệp Gà thường vấp phải không ít ý kiến trái chiều, tuy nhiên anh vẫn bỏ ngoài tai và tỏ ra không mấy quan tâm. Về phía bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có bất cứ động thái phản hồi nào liên quan tới sự việc này. Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng thời gian ở ẩn vì những ồn ào tiền từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chính thức trở lại sân khấu từ ngày mai, ngày 7 tháng 1. Và nhiều sao Việt như là Trịnh Kim Chi, Lê Giang, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Mạc Văn Khoa và đông đảo netizen đã vô cùng vui mừng và lên tiếng ủng hộ khi anh bốn tái xuất showbiz. Trên trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ như Dương Triệu Vũ, Mạc Văn Khoa, Trang Trần đã đồng loạt đăng tải tấm poster của tác phẩm Lạc Giữa Biển Người mà nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sắp tham gia vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Ai nấy đều rất vui mừng khi biết tin nam nghệ sĩ chính thức tái xuất showbiz sau chuỗi ngày ở ẩn. Dương Triệu Vũ chia sẻ trên Facebook, sau một năm với nhiều sự ra đi mất mát của người thân, em mong anh Tư sẽ tìm thấy sự thăng hoa của mình trên thánh đường. Em thích kiểu lường này của anh nè. Bên dưới bài viết của Dương Triệu Vũ, một số sao Việt như Lệ Quyên, Lê Giang, Vy Oanh cũng để lại bình luận bày tỏ sự hào hứng và mong chờ anh bốn trở lại sân khấu. Ngoài nghệ sĩ, đa số khán giả cũng bày tỏ sự ủng hộ danh hài Hoài Linh khi trở lại với sân khấu. Vui quá, Hoài Linh đã trở lại, chúc chú sức khỏe và luôn giữ sự nhiệt huyết với nghề. Tôi luôn ủng hộ Hoài Linh, một người gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật gần 30 năm. Được biết, trong tác phẩm Lạc Giữa Biển Người, ngoài Hoài Linh còn có sự tham gia của Việt Hương, Khương Ngọc, Hình Tiến Khoa. Đây là tác phẩm sẽ tham gia liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam của đơn vị Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. 2022 là năm Nhâm Dần và trong năm này Vbiz sẽ đón rất nhiều em bé hộ chào đời. Trước mắt đã có một số sao Việt xác nhận tin vui như là vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm, Lê Phương Anh, Vân Hugo. Dự rằng khi các bé hộ của những sao Việt này chào đời, Vbiz sẽ vô cùng rộn ràng. Xác nhận mang thai con thứ ba cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lê Phương Anh khiến không ít khán giả hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Lý do là vì trước đó cô đã tuyên bố ly hôn và làm mẹ đơn thân được nhiều năm. Chia sẻ về em bé hổ sắp sửa chào đời, Lê Phương Anh tiết lộ đây là trái ngọt của cô và một người mới. Tuy nhiên, sau khi nữ ca sĩ công khai tin vui bầu bí, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số tin đồn tố cô là tiểu tam.
Đối diện với những thông tin này, Lê Phương Anh cho biết trong thời gian nhất định nào đó thích hợp, tôi sẽ có thông tin chính thức gửi đến các bạn. Cách đây ít ngày, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện bầu bí lần thứ 3 trong livestream bán hàng của mình. Người hâm mộ ai nấy đều hy vọng cặp vợ chồng nhà sau này sẽ sinh được một quý tử tuổi Hổ cho đủ nếp đủ tẻ. Một số khác lại hào hứng mong chờ một tiểu công chúa nữa sẽ chào đời cho đủ bộ bà tam cả áo trắng. Cuối tháng 12 vừa qua, nữ MC đình đám Vân Hugo đã chính thức xác nhận tin vui bầu bí lần thứ 2. Như vậy, trong năm Nhâm Dần này, nữ MC sẽ chào đón một bé Hổ cho tổ ấm nhỏ nhà mình. Một tin buồn cho làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung, khi chiều hôm qua ngày 5 tháng 1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kim Mi-soo đột ngột qua đời. Cô hưởng dương 31 tuổi, thưa quý vị. Công ty của nữ diễn viên đã xác nhận thông tin trên, song nguyên nhân cụ thể khiến cô qua đời không được hé lộ. Tang lễ của nữ diễn viên đang được chuẩn bị và sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Sự ra đi của Kim Mi-soo để lại nỗi thương tiếc vô hạn với gia đình và người hâm mộ. Được biết hiện tại cô đang xuất hiện trên truyền hình thông qua bộ phim Snow Crop. Đây cũng là dự án cuối cùng của cô trước khi ra đi mãi mãi. Vừa bước sang năm mới vài ngày, nhưng cộng đồng mạng đã được một fan hit drama bể phổi về câu chuyện chị em toàn tập của những nghệ sĩ đình đám. Mà cụ thể là Kim Kardashian đã nhấn nút ngừng theo dõi Miley Cyrus trên Instagram sau khi thấy nữ ca sĩ thân thiết với bộ trẻ của cô là danh hài Peter Davison làm dấy lên tin đồn cô Kim siêu vòng 3 sợ mất bộ. Hành động tức nước vỡ bờ này được cho xảy ra ngay sau khi Miley và Pete cùng tổ chức đêm giao thừa đặc biệt ở Miami của Mỹ. Tại đó, nữ ca sĩ còn trêu chọc người yêu của cô Kim siêu vòng 3 bằng cách nói đùa về kích thước cậu bé của cây hài Pete Davidson. Trước đó, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Miley cũng đã làm Kim Kardashian ngứa mắt khi chia sẻ ảnh chụp cùng với Pete Davidson lên mạng xã hội và thu hút hơn 1,5 triệu lượt yêu thích. Nhưng điều làm cho cộng đồng mạng chú ý nhất chính là dòng trạng thái kèm theo "Tôi và Pete Davidson" kèm theo hai biểu tượng trái tim. Tuy Pete không tỏ ra quá nhiệt tình đáp lại Miley, nhưng nhiều người cũng cho rằng Kim Kardashian vẫn không cảm thấy yên tâm. Bởi Pete Davidson là một diễn viên hài nổi tiếng với các trò đùa phóng khoáng và vốn có tính đào hoa. Họ cũng cho rằng sự cảnh giác của Kim Kardashian là điều có thể hiểu được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày hôm nay. Và đừng quên chương trình của chúng tôi sẽ quay trở lại vào thứ ba tuần tới trên kênh YouTube của Sài Gòn TV Entertainment và trong khung giờ quen thuộc là 19:30. Còn bây giờ, Hồng Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.